cái giới thần bia kia ở trong cái khe kim quang không ngừng chớp động chống cự lại lực thôn phệ màu đen kia hỏa điều cũng ở phía dưới nó không ngừng mạnh mẽ vẫy cánh từng vòng hỏa diễm chi khí dũng mãnh tiến ra tựa hồ sắp thoát khốn mà đi bốn phía khe hở thập tự cũng co rút lại trở về muốn hướng bên trên giới thần bia lan tràn đến hừ lý vân tiêu cười lạnh một tiếng hai tay pháp quyết bắt đầu biến hóa một đạo hồng quang bắn thẳng đến hướng tới bên trên hỏa điều kia đè ép đi hỏa điều tựa như sắp thoát khốn đột nhiên trở nên luống cuống, không ngừng bay tới bay lui, giống như thập phần sợ hãi trốn tránh không ngừng. Đường kiếp trong nội tâm chấn động, hoảng sợ mở to hai mắt. Thanh chu tước đao này cùng với tánh mạng của hắn tương tu, cùng với kiếm linh câu thông mặc dù không có biến thái tới mức như Lý Vân Tiêu cùng yêu long, nhưng cũng là tâm thần tương liên cũng có thể cảm nhận được cảm xúc của đối phương. Giờ phút này theo khí tức bên trên khí linh kia truyền đến, lộ vẻ sợ hãi cùng kinh hoàng vô tận. Chuyện gì xảy ra? Đây chính là cửu giai khí linh A, tại sao có thể có ý sợ hãi? Đường kiếp trong lúc nhất thời ngốc trệ ở đằng kia, hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này. Bình thường gặp được đối thủ đều là đánh bạo hết huyền khí của đối phương, hơn nữa trên căn bản là một đao chém vỡ. Khí tức màu đỏ bên trên giới thần bia trực tiếp áp trụ hỏa điêu, sau đó càng thêm khiến cho đường kiếp hít một hơi lạnh là một cổ lực lượng vô hình khuếch tán ra, giống như trọng lực vô cùng hiển hiện đốt lên ở đó, Đem bốn phía không gian toàn bộ đè ép tới mức sụp đổ xuống, lại muốn đem khe hở thập tự nứt ra kia cứng rắn ép nổ. Chi, con mẹ nhà ngươi a, huyền khí gì như thế. Đừng kiếp triệt để há hốc mồm, nhìn xem khe hở thoáng cái biến mất kia, trong đầu trống rỗng. Bốn phía võ giả lúc này mới từ trong hư không trảm khủng bố kia phục hồi tinh thần lại, rõ ràng cảm thấy cỗ khí tức tử vong này đang dần dần tiêu tán. Ai này đều có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn, khiếp sợ nhìn xem Lý Vân Tiêu còn có giới thần bia kia đại triển thần uy. Chẳng lẽ lại là một kiện cửu giai huyền khí? Tất cả mọi người đầu óc đều có chút phát mộng, loại huyền khí cấp bậc này, cho dù bọn họ là võ hoàng cũng rất nhiều người cả đời khó gặp được một lần. Hôm nay, tựa hồ thành triển lãm cửu giai huyền khí. Ngoài khiếp sợ ra, lại là lòng tràn đầy vui mừng. Ít nhất bản thân an toàn, ở đằng kia dưới khí tức khủng bố của Chu Tước Đao ngay cả nhắc lên dũng khí chiến một trận cũng đều bị cứng rắn đánh tan tác xem đám đầu heo các ngươi a à. đây không phải luận võ a à, còn không mau động thủ lý vân tiêu mạnh mẽ hét lớn một tiếng thân dịch lực trong người hao phí không còn quanh thân nguyên khí lấy tốc độ cực nhanh tiêu hao tựa như đang uống nước thoáng cái đã hết hơn phân nửa sắc mặt trở nên dị thường khó coi đám người bân kiệt bị một tiếng giống này thức tỉnh mới kịp phản ứng lại đây chính là sinh tử do đấu a à. nếu không có tấm bia đá vừa rồi đại triển thần thông chính mình những người này sợ là hơn phân nửa đều tạch cả rồi thoáng cái tất cả mọi người liều ra tuyệt chiêu, công kích khủng bố phô thiên cái địa mà đến, thoáng cái đem đường kiếp tập trung bên trong. Không phải người chết chính là ta vong. Chi, đường kiếp chấn động, hai ba mươi vị võ hoàng đồng loạt ra tay, Trừ Phi có thực lực võ tôn, hoặc là lại tới một lần đại hư không chảm. Như là chu tước đao trong tay hắn đã giống như bị hủy một nửa, không chỉ có linh khí tiêu tán hơn phân nửa, hơn nữa khí linh cũng là gọi thế nào cũng đều không tỉnh. Uống, Lý Vân Tiêu rốt cục chống đỡ đến cực hạn. Giới thần bia vừa thu lại, hóa thành một đạo quang mang bay trở về trong mi tâm. Cả người ở trên không trung liền lùi lại mấy bước, lúc này mới sắc mặt tái nhợt đứng vững thân thể. Mà Đường Kiếp cũng lập tức bị mấy chục đạo công kích kia thôn phệ vào trong. Hoàn Thiên chiến giáp. Hắn hoảng sợ hét lớn một tiếng, loại cảm giác cận kề tử vong này từ khi sinh ra đến bây giờ chưa bao giờ có. Cho tới hiện tại đều là hắn đoạn sinh tử người khác, lúc này mới biết được loại cảm giác này là khó chịu và khủng bố cỡ nào một đạo chiến giáp màu xanh ra trời mở ra trên không trung lấy lực lượng cửu tinh võ hoàng đỉnh phong của hắn hình thành một đạo chiến giáp kết giới ầm 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 các loại lực lượng không ngừng trùng kích ở phía trên tuy rằng tạo thành chấn động thật lớn nhưng vẫn là bị chống đỡ được hết bất quá nguyên khí trong cơ thể cũng hao phí cực nhanh thoáng cái sắc mặt tái nhợt mà bốn phía vây công vẫn đang không ngừng đánh đến tựa hồ muốn đánh tan phòng ngự mới thôi phốc đường kiếp rốt cục chịu không được sau khi phun ra một ngụm máu tươi cả phòng ngự ầm ầm cáo phá ngay sau đó là chiến giáp màu xanh ra trời hào quang càng ngày càng yếu ở trong sợ hãi cùng tuyệt vọng hắn điên cuồng giống to nói các ngươi không thể giết ta ta là tứ cực môn thiếu chủ giết ta các ngươi một tên cũng đừng hòng sống sót mọi người nghe xong đều là trong nội tâm khẽ giật mình vừa rồi chỉ cầu thống khoái hận không thể đem đối phương oanh thành mảnh vỡ hiện tại mới kinh hoàng tỉnh táo lại toàn bộ lộ ra vẻ mặt khó xử đường kiếp tựa hồ nhìn thấy hy vọng cứu mạng vội vàng lần nữa hô lên. Chỉ cần các ngươi thả ta rời đi, chuyện hôm nay ta tuyệt không truy cứu, coi như cũng không có chuyện gì phát sinh qua." Lý Vân Tiêu cười nhạo nói. Lời này của hắn mọi người còn tin được sao? Nhớ lại bộ dáng vừa rồi của hắn, nếu là thả hắn trở về, lần sau mang theo mấy vũ đế hàng lâm khinh ca lâm địa, các ngươi tin mình có thể giữ mạng sống sao?" Lời nói của Lý Vân Tiêu lập tức lại để cho trong lòng mọi người phát lạnh, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có khả năng giữ mạng lập tức một mực lộ hung quang, đã không sống được, giết một cũng đòi đủ vốn. Ầm ầm. Rốt cục chiến giáp của Đường Kiếp triệt để mất đi hào quang, bay trở về trong cơ thể, vô số đạo công kích rơi xuống, trực tiếp đem hắn từ không trung đánh rơi xuống, chui vào trong lòng đất, đại lượng cát bụi bốc lên, một hố to khủng bố xuất hiện ở bên dưới. Đều dừng tay lại. Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, hắn thật đúng là sợ Đường Kiếp chết mất. Một là không có cách nào đổi lấy thuyền thượng, hai là hiện tại hắn còn thật không dám trêu chọc tứ cực môn. Nếu chỉ là giết chết người phụ trách một phân bộ, vậy thì cũng không sao cả. Tứ cực môn cũng sẽ không biết quá xem trọng. Nhưng nếu như là thiếu chủ chết đi, sợ rằng lần sau đuổi giết hắn, chính là vũ đế, hơn nữa đoán chừng không chỉ một người. Các bụi tản ra, hố sâu thật lớn kia cũng lộ ra, đường kiếp toàn thân huyết nhục mơ hồ nằm ở bên trong, tựa hồ vẫn còn có sinh cơ, một chân run rẩy không ngừng. Lý Vân Tiêu cười từ không trung đi xuống, nói, bảo ngươi ngoan ngoãn nghe lời, tiểu hài tử không nghe lời sẽ dễ bị ăn đòn. Ở bên trong hố lớn truyền đến tiếng rên rỉ của đường kiếp, thống khổ không thôi. Tuy rằng thực lực của hắn đủ cường, trang bị cũng thật lợi hại, nhưng dù sao vẫn là lần đầu tiên rơi vào loại sinh tử quyết đấu này, kinh nghiệm cùng các phương diện đều không đủ. Đột nhiên Lý Vân Tiêu dừng lại bước chân, thân thể như là đeo trì, rốt cuộc không cách nào bước ra một bước, đồng tử bỗng nhiên trở nên co rút lại. Một hắc sắc nhân ảnh không biết từ lúc nào đã hiện ra ở trước mặt hắn, đứng bên người Đường Kiếp, toàn thân bao bọc bên trong hắc bào, giống như u linh tản mát ra hàn khí. Vũ Tiên Sinh. Lý Vân Tiêu sắc mặt khó coi đến cực điểm, từng chữ nghiến răng nghiến lợi nói. Người này đúng là Vũ Tiên Sinh từng cùng hắn ở trong địa động đại chiến qua, từ trên người ẩn ẩn phát ra khí tức tựa hồ so với lúc trước càng mạnh hơn nữa, dĩ nhiên Lặng Yên không một tiếng động đã xuất hiện tại đây. Vũ Tiên Sinh nhìn Lý Vân Tiêu một cái, trong ánh mắt cũng là vẻ phức tạp, trực tiếp chỉ vào đường kiếp nói ra. Người này ta muốn dẫn đi. Lý Vân Tiêu không nói gì, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm vào đối phương. Ngươi là cái thứ gì, nói mang đi liền đi. Đoàn trưởng liệp nhân dòng binh đoàn là người thứ nhất sông lên, phẫn nộ quát. Muốn mang hắn đi, hỏi qua mọi người chúng ta trước đã. Vũ tiên sinh đối với người này nói xem như không thấy, chỉ là nhìn xem Lý Vân Tiêu nói. Ta muốn dẫn hắn đi, các ngươi ai cũng ngăn không được, ta tạm thời còn không muốn cùng ngươi là địch. Lý Vân Tiêu sắc mặt trắng bệch, đối phương nói là lời nói thật, bằng vào hồn lực bát giai thuật luyện sư kia cùng với nhục thân còn ở trên trí cường bá thể của mình, cộng với cửu giai huyền khí nữa, coi như là võ tôn tại đây cũng chưa chắc ngăn được hắn. Liệp Nhân Dòng binh đoàn đoàn trưởng là người thứ nhất xông lên, vốn định tranh công. Ai biết dĩ nhiên trực tiếp bị không để ý tới, cảm giác ở trước mặt Lý Vân Tiêu đánh mất thể diện, lập tức giận tím mặt, cười lạnh nói. Nực cười, Ngươi cho rằng ngươi là võ tôn A, còn ai cũng ngăn không được. Hôm nay ngươi cùng với tên tứ cực môn thiếu chủ này như nhau, đều gục xuống cho lão tử A, các huynh đệ lên cho ta. Hắn cũng không phải mãng phu, trong lúc nói chuyện, cũng đã dùng thần thức đem tu vị của đối phương phán đoán không sai biệt lắm. Thì ra là bộ dáng thất tinh võ hoàng, lúc này mới không sợ hãi chút nào buông tay sông đi lên. Người còn lại của liệp nhân dòng binh đoàn cũng muốn ở trước mặt Lý Vân Tiêu bộc lộ bản thân, một chiếc một sau sông đi lên, tổng cộng 7 người từ 7 phương hướng khác nhau hướng phía Vũ Tiên Sinh công kích. Vũ Tiên Sinh vẫn là nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, trên mặt không có chút nào cảm xúc chấn động, tựa hồ đang chờ đợi hắn trả lời. Liệp nhân dòng binh đoàn đoàn trưởng càng là nộ hỏa trùng thiên, quá to. Cổ tinh quyết, đi chết đi. Vũ tiên sinh rốt cục động nhưng không phải thân thể của hắn, mà là áo đen trên người tựa hồ có gió nhẹ thổi qua, bắt đầu trở nên phiêu động. Đồng tử đột nhiên co lại, sợ hãi nói. Không tốt, coi chừng. Hai con ngươi của hắn lập tức hóa thành huyết sắc loan nguyệt, tinh thần công kích rất mạnh lao ra, không gian vặn vẹo một hồi, hướng phía trên người Vũ Tiên Sinh lan tràn mà đi. Vừa rồi áo đen trên người Vũ Tiên Sinh phiêu động, đúng là biểu hiện thần lực phóng ra ngoài, bị hắn bắt được. Lúc này mới hô to coi chừng, lấy đối phương tinh thần lực công kích, muốn chế phục bảy người này là sự tình dễ dàng. Lúc này mới vội vàng ra tay muốn cứu người. Hừ. Vũ Tiên Sinh lộ ra khinh thường hừ lạnh, chỉ thấy không gian xung quanh hắn kịch liệt vặn vẹo biến hóa tinh thần lực của lý vân tiêu bị ngăn trở không chỉ có khó có thể tinh tiến nửa phần ngược lại bị cắn trả trở về mà xung quanh bảy tên võ hoàng cường giả xuất chiêu công kích kia theo không gian vặn vẹo đồng thời trở nên hoảng hốt trên không trùng bồng bềnh đung đưa cuối cùng dĩ nhiên toàn bộ biến mất không thấy gì nữa phốc lý vân tiêu kêu rên một tiếng không ngờ là đã bị thương tổn ánh mắt của hắn lộ ra vẻ lăng lệ ác liệt cùng sắc mặt giận dữ gắt gao nhìn chằm chằm vào đối phương. Tu vị, thân thể, hồn lực, huyền khí đều bị đối phương gắt gao áp chế, cho tới bây giờ chưa lúc nào gặp phải sự tình phiền muộn như thế. Lại để cho hắn hoàn toàn vô kế khả thi không có bất kỳ biện pháp nào cả. Người, người ở đâu rồi? Trung quanh đám võ giả kia tất cả đều là sững sờ, lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Bảy người sống sờ sờ ngay tại trước mắt hư không tiêu thất quái dị như thế, ai nấy khó có thể lý giải nổi, trong đầu toàn bộ đều là nghi vấn. Vũ tiên sinh không hề sợ hãi ánh mắt của Lý Vân Tiêu, hừ lạnh nói. Ngươi vừa rồi thi triển hẳn là đồng thuật nguyệt khuyết của cổ phi dương A. Hừ, cổ phi dương được vinh dự là tinh thần công kích đệ nhất nhân. Đám A miêu A cầu gì đó đều tranh nhau bắt trước đồng thuật của hắn. Cố nguyệt sinh kia đạt được một cái thái cổ thiên mục đã cho rằng có thể so sánh với cổ phi dương, quả thực cho má cũng không phải. Ta khuyên ngươi một câu, mấy đại đồng thuật công kích của cổ phi dương đều là lấy thuật đạo lĩnh ngộ tuyệt cường làm cơ sở có thể đem hồn lực vận dụng đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa, lúc này mới có thể đủ tùy ý thi triển đi ra, thay trời đổi đất, biến hóa thời không. Mà các ngươi đám lâu la này chỉ biết là bắt chước thủ đoạn công kích, vận khí tốt mà nói có thể thành công mấy lần. Nếu là vận khí không tốt, không cần đối phương ra tay, chính mình cũng sẽ bị lực lượng khó có thể khống chế đó cắn trả vào, hoàn toàn ngược lại. Lý Vân Tiêu sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không thể tưởng được đối phương dĩ nhiên đối với đồng thuật của mình lý giải như thế nhưng trong đầu như thế nào lại không có ấn tượng với người này. Yêu tộc mặc dù đại bộ phận bị nhốt trong ngũ Hà Sơn, nhưng thiên vũ đại lục vẫn có không ít thế lực yêu tộc lẻ tẻ tồn tại. Mà một ít yêu luyện đại sư thực lực cường đại hắn cũng đã gặp, ban đầu ở hóa thần hải cùng một tên cửu gia yêu luyện sư thi đấu, lúc này mới luyện ra kiếm chảm tinh thần. Thế nhưng mà vị vũ tiên sinh này lại không hề có chút ấn tượng nào. Lý Vân Tiêu kinh hãi biểu lộ ở trong mắt vũ tiên sinh, còn tưởng rằng là bản thân nói trúng điểm yếu của đối phương, Hư nhẹ một tiếng nói, người ta dẫn đi, ngươi tu luyện cho tốt a, à, ta còn có thể lại tới tìm ngươi. Nói xong hắn phất một cái tay, không gian lần nữa bắt đầu vặn vẹo, dần dần hắn cùng đường kiếp đã biến mất ở trước mắt của mọi người. Đám người Bân Kiệt nhanh chóng vây quanh, bốn phía đang trông xem thế nào, căn bản tìm không thấy bất luận bóng người nào. Chu Tường sợ hãi nói, bảy người của Liệp Nhân dòng binh đoàn kia đi đâu rồi? Lý Vân Tiêu sắc mặt xám trắng, xoa xoa một đầu mồ hôi bị người khác đánh cướp thành quả thắng lợi, khổ sở nói. Bảy người kia trực tiếp bị tinh thần lực của hắn cuốn vào bên trong hư không loạn lưu, sợ là giữ nhiều lành ít. Cái gì? Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, bên trong hư không loạn lưu, vận khí tốt mà nói còn có thể bảo toàn tánh mạng, chờ cơ hội phá không mà ra. Nếu là vận khí không, gặp được các loại năng lượng trùng kích, coi như là vũ đế cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà bị cuốn vào hư không loạn lưu, tuyệt đại đa số đều là kết cục vận khí không tốt a. À. Bân Kiệt hoảng sợ thất thanh nói: Thoáng một phát đã khiến cho bảy tên võ hoàng cuốn vào hư không loạn lưu, đây là loại tinh thần lực cường đại cỡ nào? Chu Tường cũng là sắc mặt trắng bệch, ngẫm lại đều một trận hoảng sợ, nói: Người nọ rốt cuộc là ai? Đội trưởng đại nhân ngươi tựa hồ quen biết hắn. Lý Vân tiêu thở dài. Hắn là vũ tiên sinh của Khô Lâu dòng binh đoàn, bát giai tôn cấp thuật luyện sư. Chu Tường kinh hãi nói: Cái gì? Dĩ nhiên là hắn Bân Kiệt cũng quá sợ hãi, mồ hôi lạnh đầm đìa nói. Bát, bát giai tôn cấp thuật luyện đại sư. Vân Tiêu đội trưởng, ngươi, ngươi không có tính sai sao. Sau lưng mọi người cũng chấn động tột đỉnh. Bát giai đại thuật luyện sư đây chính là tồn tại tuyệt cường chỉ có một chút thế lực siêu cấp hoặc là ở trên hóa thần hải mới có thể gặp gặp được. Như thế nào lại vô cớ xuất hiện tại khinh ca lâm địa, hơn nữa dĩ nhiên là người của khô lâu dòng binh đoàn. Nếu như khô lâu dòng binh đoàn có loại nhân vật như vậy mà nói, hẳn là sớm đã có thể nhất thống khinh ca lâm địa. Một gã bát giai thuật luyện sư đủ để mời chào đến một ít vũ đế cường giả cống hiến vì hắn. Khô lâu dòng binh đoàn tuy rằng là một trong tam đại dòng binh đoàn, nhưng làm việc từ trước đến nay tương đối là ít nổi danh. Rất ít tham dự trong tranh đấu giữa thái điểu dòng binh đoàn cùng bạo vũ dòng binh đoàn, không thể tưởng được ẩn giấu thực lực thật sâu không ngờ. Đám người tạp ngư dòng binh đoàn ai nấy đều xoa mồ hôi lạnh, lại đưa ánh mắt về phía trên người Lý Vân Tiêu. Vị đội trưởng này cũng không phải đành cạn dầu, không chỉ có dám đánh giết tứ cực môn thiếu chủ, hơn nữa vừa rồi thi triển đi ra gia cửu giai huyền khí đã có ba kiện. Đây chính là thứ đồ vật vũ đế cường giả đều chưa hẳn có thể có được a. Luân thân phận cùng địa vị, vị đội trưởng đại nhân thần bí này e là bị tứ cực môn bát giai thuật luyện sư còn muốn cường đại hơn. Tất cả mọi người suy đoán lung tung, mà ngay cả Bân Kiệt cùng Chu Tường cũng là suy nghĩ không ngừng, nhưng đối với Lý Vân Tiêu thái độ đều trở nên thập phần cung kính. Vân Tiêu đội trưởng, làm sao bây giờ?" Bân Kiệt nói. "Có nên lập tức hướng mấy đội khác cầu viện hay không, vây quanh Khô Lâu giang binh đoàn, buộc bọn hắn giao người ra." Tuy rằng hắn không biết Lý Vân Tiêu bắt đường kiếp là vì cái gì, nhưng từ một loạt động tác mới vừa rồi làm ra, vị đội trưởng này đúng là loại người ước gì xuyên phá cả trời, hiện tại chịu thiệt thòi của Khô Lâu giang binh đoàn, sợ là phải có đại chiến. Ai biết Lý Vân Tiêu chỉ là thoáng sầu lo một chút, liền lắc đầu nói. "Bỏ đi, Việc này liền dừng ở đây a. Bân Kiệt sững sờ có chút không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình. Cho tới nay đều biểu hiện bộ dáng kiêu ngạo cùng cuồng vọng như vậy, tứ cực môn cũng dám động, đối mặt một Khô Lâu dòng binh đoàn dĩ nhiên nói bỏ đi. Những người còn lại cũng là có chút phát mộng, chẳng lẽ vị đội trưởng đại nhân này cũng sẽ có sợ hãi, cũng biết cái gì là sợ. Lý Vân Tiêu đem ánh mắt của mọi người thu vào trong tầm mắt, khẽ cười nói: "Chư vị đều trở về đi, sự tình kế tiếp không phải các ngươi có thể tham dự." trong lòng mọi người nhảy dựng, nhưng rất nhanh đều là đại hỉ. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, cuối cùng có thể nhảy ra khỏi cái vũng nước đục này. Hiện tại xuất hiện đám đại nhân vật kia, tứ cực môn thiếu chủ, bát giai thuật luyện sư xác thực không phải bọn hắn đám lâu la này có thể tham dự tiến đến. Kiềm chế sự vui sướng, nhao nhao cáo tử. Lúc này đột nhiên bầu trời xa xa truyền đến từng trận nổ vang, cái loại cảm giác này tựa hồ thiên địa uy áp, ở trong lòng mỗi một người áp chế xuống, tất cả mọi người chỉ cảm thấy toàn thân cực kỳ không thoải mái, nghẹn khuất khó chịu. Chẳng lẽ là Mộc Vô đại nhân gặp chuyện không may? Bân Kiệt chấn động, hoảng sợ nhìn qua bầu trời xa xa. Hai gã võ tôn cường giả tranh đấu, căn bản không phải bọn hắn có thể xuất thủ được. Lĩnh vực chi uy không có đại thần thông căn bản không cách nào ngăn cản. Ánh mắt Lý Vân Tiêu ngưng lại, đột nhiên đại hỉ nói: "Là Mộc Vô đột phá, võ tôn mỗi lần đột phá nhất tinh đều sinh ra thiên địa uy áp rất mạnh." mọi người nhanh đi theo ta. Ở dưới loại thiên địa uy áp này có thể cảm thụ bát hoang võ ý, đối với các người tu luyện đều có chỗ tốt thật lớn. Cảm thụ bát hoang võ ý. Tất cả mọi người là hoảng hốt sau đó kích động khó nói lên lời, nhao nhao như ong vỡ tổ hướng phía xa xa phóng đi. Chỉ thấy trên bầu trời tràn ngập các loại năng lượng, không ngừng từ trên không trung chạy trốn tiêu tán. Cả màn trời như là rách mất mấy chỗ, khắp nơi là màu sắc bất đồng cùng hào quang, đen tối nảy ra, giống như những miếng vá, trăm ngàn vết rách loang lổ. Có thể thấy được hai người giao thủ trình độ thảm thiết cỡ nào, chỉ là hiện tại mọi nơi lưu lại một ít khí tức, đã chấn nhân tâm phách. Mộc vô một người yên tĩnh đứng ở trên không trung, không còn có loại phong độ cao cao tại thượng như lúc trước nữa. Cởi trần, lộ ra thương thế kinh người, lồng ngực trực tiếp bị đánh xuyên, nhưng lại dĩ nhiên không chết, trong đôi mắt một mảnh thanh thản. Mà thân ảnh du lão đã không thấy đâu, thắng bại đã hiện. Ấm ẩm ẩm, trên bầu trời không ngừng phát ra tiếng chấn nổ. Đến từ quy tắc chi lực của một giới này tựa hồ bắt đầu dần dần hiển hiện ra ở dưới loại lực lượng khổng lồ này, những năng lượng lưu lại kia rất nhanh đã tiêu tán mất. Thương thế khủng bố trên người Mục Vô lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu khôi phục. Thiên quy tắc quy tắc tại một lần nữa cô đọng lĩnh vực chi lực cùng nhục thân của hắn, hiện tại không tu luyện, còn đợi khi nào? Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, bắt đầu ngồi xếp bằng xuống, cảm thụ cái loại quy tắc chi lực này. Tuy rằng bên trên võ ý hắn đã sớm vượt qua mục vô quá nhiều, nhưng là thời điểm võ Tôn tấn cấp kích phát ra thiên địa quy tắc, vẫn là tương đối hiếm có, dùng kinh nghiệm của hắn đủ để lợi dụng trên trình độ lớn nhất loại quy tắc chi lực này. Võ giả đang không ngừng đề thăng nguyên khí của mình đồng thời phải đối với một mảnh thiên địa quy tắc này tiến hành cảm ngộ. Nguyên khí tích lũy chỉ cần ngươi đủ khắc khổ là có thể đạt tới trình độ nhất định, mà loại cảm ngộ quy tắc này nếu không có đại cơ duyên, đại trí tuệ là rất khó thực hiện. Bây giờ đối với Mộc Vô mà nói cũng là thời khắc thập phần mấu chốt. Ở bên trong, một trận chiến cùng với Du Lão, rốt cục giải khai gông cùng xiềng xích cổ trai, bước vào nhị tinh võ tôn. Thiên địa quy tắc chịu hàng lâm, hắn phải cảm ngộ giới hạn lớn nhất, có thể cảm ngộ được bao nhiêu, đối với thực lực của hắn tăng lên, cùng với ngày sau tấn cấp có thể trực tiếp quan hệ tương liên. Đây cũng là lần thứ hai hắn cảm ngộ thiên địa quy tắc, hơn nữa vì thế làm đại lượng chuẩn bị, rất nhanh đã thâm nhập sâu trong đó thương thế trên thân thể đang dần dần khôi phục cũng không có chút nào cảm giác, bởi vì một giây đồng hồ đều không nỡ lãng phí. Phía dưới đám võ giả kia cũng đều là lộ ra vẻ vui mừng, nhao nhao yên lặng ở bên trong loại quy tắc chi lực này. Bọn hắn đại đa số đều là võ hoàng tồn tại, căn bản không có loại tư cách hưởng thụ đãi ngộ như thế, có thể nói là thời cơ ngàn năm khó gặp gỡ. Ở trong một số thế lực siêu cấp, mỗi khi gặp được có võ tôn cường giả đột phá đều triệu tập đệ tử ưu tú trong môn ở đó lĩnh ngộ. Võ Tôn cứ đột phá nhất tinh, Hàng Lâm Thiên Địa Quy Tắc cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Sau khi đạt đến Vũ Đế, cứ mỗi một lần đột phá, Thiên Địa Quy Tắc chi lực đánh xuống kia coi như là Võ Tôn cũng rất khó ngăn cản. Nghe đồn có thể hoàn toàn lĩnh ngộ toàn bộ Thiên Địa Quy Tắc, liền có thể nắm giữ thế giới chi lực, bước vào thần cảnh vạn cổ bất hủ kia. Nhưng cái này cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, dù sao ở bên trong sử sách của Đại Lục ghi chép lại, có một số tuyệt đại nhân vật bị hoài nghi là bước vào thần cảnh tồn tại nhưng cũng không có ai có thể đến chứng minh sự thật. Lý Vân Tiêu hoàn toàn phóng khai tâm thần, lại để cho thiên địa quy tắc trực tiếp cọ rửa thân thể cùng kinh mạch của hắn. Hắn đối với thế giới chi lực lĩnh ngộ xa ở trên chút thiên địa quy tắc ấy, thân thể cũng đủ để thừa nhận mang đến uy áp, căn bản không cần lo lắng bất luận tác dụng phụ gì, hoàn toàn đem tâm thần của mình dung nhập bên trong quy tắc kia, thỏa thích hưởng lễ rửa tội. Còn lại không ít võ hoàng cường giả đều là mồ hôi lạnh đầm đìa, tân tân khổ khổ chống đỡ. Nhưng mỗi người đều là cắn chặt răng, quyết không buông bỏ. Loại cơ hội này mất đi một lần, có lẽ đời này sẽ không còn có lần thứ hai. Mà chỗ tốt mang đến cho mình sẽ vượt xa mấy chục năm khổ tu. Ầm ầm. Trong cơ thể Lý Vân Tiêu phát ra tiếng trầm muộn rất nhỏ, trực tiếp tấn chức nhất tinh, nhưng quy tắc chi lực này cũng không có dừng lại, tiếp tục cọ rửa kinh mạch của hắn. Đại lượng nguyên khí ở dưới thiên địa quy tắc thôi động vận chuyển quanh thân, cuối cùng hội tụ đến trong đan điền trong đan điền khí hải nồng đậm ngày càng mạnh mà ngay cả mấy kiện cửu giai huyền khí lơ lửng ở trong người hắn cũng chịu ảnh hưởng có chút thả ra hào quang đặc biệt là kiện sơn hà đỉnh chưa bao giờ vận dụng qua kia tựa hồ cũng có dấu hiệu dục dịch kiện sơn hà đỉnh này từ sau khi thu được liền chưa từng có thi triển qua bởi vì lúc trước khi luyện hóa huyền khí lý vân tiêu chọn lựa đầu tiên chính là cái sơn hà đỉnh này nhưng vô luận hắn thi triển phương thủ đoạn nào đều không thể luyện hóa nửa phần cuối cùng đành phải buông tha cho lựa chọn luyện chế Hoàng Chiêu Trung cùng Ma Thiên Giáp. Hôm nay ở dưới thiên địa quy tắc áp chế, cái sơn hà đỉnh này đã đang chậm rãi vận chuyển. Cái quỷ đỉnh này, tuy rằng không phải siêu phẩm tồn tại nhưng là hơn xa cửu giai huyền khí bình thường. Khó trách sẽ dùng đến đặt ở đại điện nuôi dưỡng cùng trấn áp đế giả. Lý Vân Tiêu sau khi có chút phân thần, lại lần nữa đem tâm thần trở lại trong khi tu luyện, không để ý tới biến hóa của kiện sơn hà đỉnh kia nữa. Ha ha! Đột nhiên một tiếng bật cười lớn, quy tắc chi lực trong thiên địa tàn ra. Mộc vô vẫn là đầy người vết máu, nhưng lại tinh thần mười phần, khi thế kinh người, đã đạt được chỗ tốt thật lớn. Hắn bao quát phía dưới, hư lạnh nói. Các ngươi ngược lại là kiếm tiện nghi, ai cho phép các ngươi ở trên giường của ta tu luyện. Lĩnh vực tuyệt cường kia đột nhiên mở ra, toàn bộ đám võ giả đặt mình trong đó, sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ hoảng sợ. Lý Vân Tiêu không sợ chút nào lĩnh vực kia ảnh hưởng, đứng dậy cười nói. Mộc vô huynh bớt giận, niệm tình bọn hắn là vi phạm lần đầu, tùy tiện giao ra chút nguyên thạch là được. Tất cả đám dòng binh đoàn mọi người đều vẻ mặt hắc tuyến. Con mẹ ngươi, rõ ràng là ngươi để cho chúng ta đến tu luyện, nếu không cho dù có lá gan lớn bằng trời, cũng không dám tự tiện ở bên cạnh võ tôn hưởng thụ thiên địa quy tắc A. Mộc phô hừ lạnh một tiếng, nói. Niệm tại mặt mũi của vân tiêu đội trưởng, lần này liền bỏ qua cho các ngươi. Hắn hừ lạnh một tiếng, lại để cho tất cả mọi người trong nội tâm dùng mình, ngay sau đó thân ảnh lóe lên đã biến mất trên không trung. Lĩnh vực chi lực của võ tôn cũng theo đó dần dần tiêu tán, mọi người mới lại từ trong hoảng sợ tỉnh táo tinh thần lại. Nhất giai một ngày đấy, đấy, càng lên cao đầu lại càng rõ ràng. Người khi ở dưới võ hoàng, có lẽ vượt cấp khiêu chiến rất bình thường, nhưng võ tôn chính là một đạo khảm, toàn bộ bởi vì lĩnh ngộ thiên địa quy tắc này. Lĩnh ngộ càng nhiều có thể thuyên chuyển thiên địa lực lượng càng cường đại. Dù ngươi là cửu tinh võ hoàng đỉnh phong lại như bức như thế nào, cũng rất khó chống lại nhất tinh võ tôn. Đường kiếp có được luyện hóa chu tước đao, cũng không dám cùng võ tôn chiến một trận chính là đạo lý nào. Lý Vân Tiêu nhìn mọi người cười nói. Tốt rồi, không có việc gì. Mọi người không cần sợ hãi, mỗi người giao một nghìn vạn trung phẩm nguyên thạch là có thể. Một, một ngàn vạn, hay là một ngàn khối A. Tất cả mọi người lập tức ngốc trệ, vừa lộ ra vẻ khiếp sợ, so với vừa rồi ở trong lĩnh vực còn muốn hoảng sợ hơn. Lý Vân Tiêu sắc mặt lập tức trầm xuống, cả giận nói. Một ngàn khối, những lời này là ai nói? Đứng ra, ta cứu các ngươi một mạng, các ngươi dĩ nhiên nói với ta giao một ngàn khối trung phẩm nguyên thạch. Người nói ra những lời này đứng ra, ta cho ngươi một ngàn khối, thu tính mệnh của ngươi. Tất cả mọi người sợ tới mức nhao nhao lui về phía sau, không người nào dám tiến lên một bước. Lý Vân Tiêu lắc đầu thở dài. Cho nên nói cái thế đạo này, làm người tốt rất khó. Vừa rồi nếu để cho mộc vô dọa chết các ngươi, hẳn là sự tình gì cũng đều không có. Hiện tại không chỉ có mạng sống, còn hưởng dụng thiên địa quy tắc tu luyện, chính là một ngàn vạn trung phẩm nguyên thạch các ngươi còn muốn cùng ta có kẻ mặc cả. Chu Tường, ngươi nhớ lại một chút, có kẻ nào trước khi trời tối còn không có đem nguyên thạch đưa lên đến, liền đem danh sách giao cho mộc vô đi, lại để cho hắn xử lý. Mọi người tất cả đều là sắc mặt đại biến, nhìn xem sắc trời, nội tâm lo lắng nghĩ đến làm thế nào đi gom góp nguyên thạch nếu thật lại để cho mục Vô tìm tới tận cửa rồi, sợ là liền cơ hội giải thích cũng sẽ không cho mình. Hơn nữa vừa rồi ở dưới thiên địa quy tắc tẩy lễ đều đạt được chỗ tốt lớn lao, cho dù thực lấy ra một ngàn vạn trung phẩm nguyên thạch, cũng là siêu cấp đáng giá. Cơ hội như vậy bao nhiêu tiền cũng đều mua không được. Tất cả mọi người vội vã trở về kiếm tiền, rất nhanh đã ảo ảo cáo tử. Lúc này mấy đạo nhân ảnh chạy như bay mà đến, đúng là đám người thương minh, có hồng y y cũng ở trong đó, cùng với một ít song binh tu vị yếu kém. Vừa rồi truy kích đường kiếp tất cả đều là tu vị đã ngoài võ hoàng. Một trận chiến giữa mộc vô cùng du lão, bọn hắn cũng lẩn tránh ở phía xa, thẳng đến không có động tĩnh, lúc này mới dám chạy đến. Vân tiêu đội trưởng, đường kiếp đâu rồi? Trầm ly không tiện hỏi lắm, liên tiếp lo nghĩ. Hồng y y lập tức mở miệng hỏi, đôi mắt dễ thương kia cũng là nhìn ngó khắp nơi xung quanh. Lý vân tiêu buồn rầu nói. Nửa đường giết ra một gã cao thủ khô lâu dòng binh đoàn đem đường kiếp cứu đi cứu đi. Hồng y y sắc mặt đại biến, cả giận nói. Làm sao có thể? Các ngươi nhiều người như vậy, hẳn là đối phương là võ tôn cường giả xuất động. Lý Vân Tiêu lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, khẽ nói. Cứu đi hay không, liên quan gì tới chuyện của ngươi? Hồng a di, xem bộ dáng của ngươi tựa như rất lo lắng a. À. Tĩnh Nam cũng là cao mày, lộ ra vẻ hoài nghi, nhìn chằm chằm vào Hồng Y Y. Hiện tại hắn còn không nghĩ ra Lý Vân Tiêu tại sao phải nhằm vào tứ cực môn. Đường Kiếp Thân là tứ cực môn thiếu chủ lại tại sao ở trong khinh ca lâm địa? Nhưng ở trong đó khẳng định có bí mật lớn nào đó mà hắn không biết. Xem ra bí mật này tựa hồ Hồng Y Y biết rõ a. À, trong mắt của hắn lóe ra hào quang. Hồng Y Y cũng phát giác chính mình thất thố, lộ ra thần sắc giận dữ, hung hăng ném cho Lý Vân Tiêu một cái mị nhãn, dịu dàng nói: Ai u, ta còn không phải thấy mọi người lao sư động chúng, cuối cùng lại để cho con thỏ nhỏ đó trốn thoát, uổng phí một hồi, cảm thấy thập phần đáng tiếc nha. Sắc mặt Trầm Ly cũng hết sức khó coi, không biết đang suy nghĩ gì. Lý Vân Tiêu cười nói: "Lão gia tử trung nghĩa vô song, chịu khổ tai họa bất ngờ. Ta giúp các ngươi cũng chỉ có thể giúp được đến đây. Dù sao Khô Lâu Dòng binh đoàn thực lực không ở dưới Thái Điểu Dòng binh đoàn chúng ta, sự tình còn lại liền tự các ngươi đi xử lý a." Tĩnh Nam nội tâm đem tổ tông hắn tất cả đều ân cần thăm hỏi một phen, trên mặt vẫn là nghiêm nghị nói: "Vân Tiêu đội trưởng đại nghĩa, đối với thương minh ta tình thâm ý trọng." Trầm Ly lại là ngạc nhiên, một đạo tinh mang hiện lên ở trong mắt, nhìn xem Lý Vân Tiêu hướng nàng mỉm cười ánh mắt lập tức trong nội tâm lại nhảy lên. Nàng nghe ra ý ở ngoài lời của Lý Vân Tiêu, đường kiếp là người của tứ cực môn, các nàng không thể công nhiên bắt đường kiếp. Nhưng là hiện tại đường kiếp tại khô lâu dòng binh đoàn, thiên nhất các các nàng lại có thể trực tiếp đối với khô lâu dòng binh đoàn ra tay. Hơn nữa Lý Vân Tiêu cũng biết, nếu thiên nhất các đã hạ mệnh lệnh trọng yếu như thế, không có khả năng không phái cao thủ đến khinh ca lâm địa chỉ là không tiện ra tay đối với tứ cực môn mà thôi, nếu như chỉ là đối với khô lâu dòng binh đoàn ra tay mà nói, vậy không có điều gì cố kỵ. Trầm Ly thở phào một hơi, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, nói. Vân Tiêu đội trưởng thiếu niên được, hy vọng có thể trở thành khách quý của thiên nhất các ta. Lý Vân Tiêu ha ha cười nói. Có cơ hội, có cơ hội. Hiện tại thành Tây vừa mới thống nhất lên, thương hội các ngươi cũng muốn ở dưới linh nhi tiểu thư chỉ điểm hảo hảo vận tác. Trầm Ly cùng Tĩnh Nam đều là nheo mắt, nộ khí lóe lên rồi biến mất, nhao nhao cười nói. Tự nhiên, tự nhiên. Sau đó hai người đều có tâm tư, đều tự cáo tử. Hồng Y Y cũng lộ ra vẻ kiều mị, dùng ngón tay trắng noãn như ngọc ở trước bộ ngực Lý Vân Tiêu vạch lên, âm thanh ỏn ẻn là lời nói. Người tên người xấu này, có người mới liền quên người cũ. Khi nàng quay người ly khai vẫn không quên u oán nhìn Đinh Linh Nhi một cái ánh mắt giết người của Đinh Linh Nhi bắn vào trong cơ thể nàng, tựa hồ muốn dùng ánh mắt nhìn chằm chằm chết nàng. Hồng Y Y xùy một tiếng cười vài câu, quay người liền rời đi. Lý Vân Tiêu đón ánh mắt băng lãnh của Đinh Linh Nhi, trên ót trực tiếp đổ mồ hôi lạnh, chỉ vào phương hướng Hồng Y Y rời đi, xùy tiếng nói. Thôi đi ba ơi, nàng bị tâm thần, đừng để ý tới nàng. Chu Tường từ trong giới chỉ lấy ra một khối thiết bản đưa cho Đinh Linh Nhi nói. Đinh Tiểu Thư, đây là tha y bản làm bằng sắt, buổi tối cho hắn dùng. Đinh Linh Nhi chấm chấm chấm. Nàng tức giận một phát túm lấy tha y bản, trực tiếp hướng trên người Chu Tường đập đến. Chấm chấm chấm. Sự tình thành Tây lập tức như là gió xoáy thổi qua cả khinh ca lâm địa, trong lúc nhất thời đầu đường cuối ngõ đều đang bàn luận việc này. Các ngươi là không thấy a, ba dòng binh đoàn đoàn trưởng giết tới hôn thiên ám địa, cuối cùng đều đồng quy vu tận. Ta đồng quy con mẹ ngươi a. Chuyện phiếm. Nói cho mọi người chuyện này bên trong còn có người của tứ đại thương minh nhúng tay tiến đến. Là dòng binh cùng với thương minh đại chiến có một không hai, mà ngay cả kiều lão gia tử cũng chết trận tại chỗ. Không thể nào, kiều lão gia tử chết, vậy hắn hơn nửa năm còn lấy bốn phòng tiểu thiếp đâu rồi, làm sao bây giờ? Yên tâm đi, thiết thụ dòng binh đoàn đoàn trưởng sau khi lão gia tử chết rồi, bỏ chạy vạn bảo lâu đi chiếu cố mấy tiểu thiếp kia. Các ngươi không biết thì chớ nên nói lung tung đại chiến giữa dòng binh cùng với thương minh, đây là hiện tượng mặt ngoài mà thôi, các ngươi biết rõ dẫn phát trận đại chiến này là cái gì không? Các ngươi biết rõ trong đại chiến này nhân vật quan trọng nhất là ai không? Một gã đàn ông nhìn như khôn khéo uống một ngụm trà, một cước dẫm lên ghế đầu, phòng mang trận mà nói. Là ai? Nghe nói thái điểu dòng binh đoàn tân nhiệm đệ bát đội đội trưởng Lý Vân Tiêu hình như sắm vai nhân vật trọng yếu. Đàn ông vỗ đùi, kêu lên. Đâu chỉ là trọng yếu a à? lần chiến này cũng là bởi vì hắn mà dẫn khởi a a à, lợi hại như vậy mau nói nhanh lên chuyện gì xảy ra hắc hắc cũng không biết a ta đến nói cho các người biết tên đàn ông không khéo kia rất hưởng thụ loại hào khí được mọi người chú ý này bắt đầu giảng thuật lại tên lý vân tiêu kia cùng với người phụ trách tứ cực môn thương hùng một mực có khúc mắc mà hách liên thiếu hoàng lại vừa ý lý vân tiêu đem hắn bắt đưa vào trong đoàn của mình buộc để mình độc chiếm lúc này thương hùng rơi vào đường cùng đành phải đem chính mình hiến cho kiều lão gia tử đổi lấy trợ giúp